Hello, hello. Hello, chào mọi người. Xin lỗi, có nghe không ạ? Có nghe không, Kinh Kha ơi? Có nghe không ạ? Hello, chào mọi người nha. Ok, nghe. Quý vị biết bây giờ ở bên này là mấy giờ rồi không? Bây giờ bên này là 12 giờ khuya, 12 giờ 25 phút. Tức là ở Việt Nam bây giờ là 2 giờ 25 phút buổi chiều, đúng không? Ngày 28 tháng 3 năm 2019. Quý vị biết hôm nay là ngày gì không? Đúng ra là tôi đi ngủ rồi, nhưng mà hôm nay là ngày gì quý vị biết không? Kinh Kha biết ngày hôm nay là ngày gì không? Tôi vừa chạy xe nhưng mà tôi vừa nhớ ngày mai là ngày 29 tháng 3. No, ngày mai là ngày 29 tháng 3. Nói theo kiểu của những cái người chống cộng là ngày cộng sản cưỡng chiếm Đà Nẵng, và nói theo cái danh từ của cách mạng là ngày giải phóng thành phố Đà Nẵng ngày 29 tháng 3, đúng không? Tôi vừa chạy xe tôi lại nhớ miên man, là mặc dù cái lúc đó tôi khoảng 12-13 tuổi nhưng mà tôi vẫn còn nhớ quý vị. Tôi vẫn còn nhớ cái ngày 29 tháng 3 năm 1975, ngày đó là một cái ngày nó với cái bầu trời nó rất là ảm đạm, mưa phùn. Tôi 12-13 tuổi nhưng mà tôi to con lớn xác nên tôi đi xe máy được rồi. Lúc đó thì tôi nhớ rằng là ba tôi có cái xe Honda Dam, và sau đó thì ba tôi đổi lại cái xe Honda 67 màu đen. Mà lúc đó dễ kiếm xe lắm quý vị, những cái ngày đó dễ kiếm xe máy lắm. Thì chỉ cần ra đường, phải không? Ra đường, tại vì xe người ta di tản từ Huế vào, rồi cái xã hội nó rất là hỗn độn. Chỉ cần ra ngoài đường mà thấy cái xe máy của ai dừng đó mà mình mở ra nó còn xăng á, thì mình đạp, hoặc là mình làm sao đó. Hồi tôi nhớ là hồi đó có một cái cách mà không có chìa khóa, thì nếu mà xe còn xăng đạp mấy cái nổ là chạy à, bất cứ xe ai họ quăng ngoài đường vậy đó. Thì tôi không có nhớ, nhưng mà tôi nhớ là lúc đó là tôi đi xe ai, nhưng mà tôi chạy từ cái xóm của tôi đó. Cái xóm nhà của tôi là bây giờ là cái dưới chân cầu Thuận Phước. Nếu mà quý anh chị nào ở ở thành phố Đà Nẵng thì biết cái chân cầu Thuận Phước mà phía bên bên cái đường biển, không phải là bên Tiên Sa, bên này ha. Thì tôi lấy cái xe đó, tôi chạy ra lên, tôi chạy qua cái khu mà hồi đó phải qua một cái cầu gỗ, một cái cầu, rồi đi qua hướng đi băng ngang những cái đường nhỏ ở trong một cái khu Thanh Bộ Đức Lợi, rồi đi ra đường Đông Đa. Thì tôi chạy lên cái đường Trần Phú, mà hồi xưa cái đường Trần Phú là có cái tên là đường Độc Lập. Lên khỏi đường Trần Phú một chút, phía bên tay phải là cái trước khi đến cái trụ sở hành chánh đó, cái tòa nhà mà bây giờ có một cái building là giống như là cái trái bắp đó. Tôi gọi là cái nhà đó giống trái bắp, tôi không biết là cái tòa nhà đó ở Việt Nam người ta design, người ta làm ra với cái biểu tượng gì, nhưng mà tôi thấy giống trái bắp thì tôi gọi là trái bắp. Tòa nhà hành chánh đó, thì hồi đó là cái tòa nhà đó là cái trường của trường Pascal, không biết có đúng hay không. Tôi nhỏ lớn lên thì nghe có nhiều người lớn nói là trường Pascal, và còn có một cái tên nữa là trường Nguyễn Hiền, cái trường đó của người Pháp. Mà thời gian trước đó thì ở phía sau cái trường đó là có ở một cái đường khác, đường nhỏ, tôi quên tên cái đường rồi. Một bên là đường Quang Trung, thì bây giờ vẫn còn đường Quang Trung. Một bên khác là cái đường gì đó. Thì cái đường đó phía sau là có một cái sân đá bóng. Thì tôi với đám bạn tôi lúc đó học Sao Mai. Cái trường Sao Mai không còn, cái trường Sao Mai hình như sau này là trường Nguyễn Văn Trỗi phải không? Cái đường mà bây giờ giải tỏa rồi, cái đường Lê Đình Dương á, mà nhìn ra ra cái chỗ cổ viện Tràm, bây giờ cái cổ viện Tràm nó vẫn còn, nhìn ra cầu Rồng đó.
thì tôi hay trốn học để đi đến đó đá banh. Thì cái ngày 29, tôi nhớ rằng là ngày 29 tháng 3 là tôi đi xe máy, tôi đi lên cái đoạn đó. Trước khi đến cái trường Nguyễn Hiền á, là cũng nằm bên tay phải luôn là cái nhà máy làm bia, là sản xuất bia, là Berry đó. Thì lúc đó cái đường đó trước nhà máy là hình như là người ta đập phá đó, người đập phá, họ đập phá để họ vào lấy bia vậy đó. Thấy trước ở cái đường đó là toàn là mảnh vỡ của những cái chai bia ha. Tôi đi lên đó thì tới ngay đường Quang Trung là cái tốt, là lúc đó tôi sợ lắm, mình cứ nhỏ nhỏ mình nghe Việt Cộng vậy là mình sợ lắm, mình chưa hình dung ra cái ông Việt Cộng như thế nào cả. Thì lúc đó đến ngay cái ngã tư tức là đường Độc Lập, là đường Trường Phú và Quang Trung đó, thì tôi thấy một tốp bộ đội, họ sắn quần lên, mang dép râu, và họ đội nón cối, và họ che cái áo mưa đó, là cái tấm vải ni lông màu xanh là màu cái màu xanh kiểu nhà binh đó. Thì họ cũng ở sau lưng, cũng mang ba lô vậy đó. Thì tôi thấy và họ vào, thì lúc đó sự thật thú thật tôi rất là sợ. Tức là tôi gặp là cái toán là Việt Cộng đầu tiên đó, tôi rất là sợ. Rồi trời mưa luồn phùn biết không. Tôi gặp vậy, tôi thấy vậy, tôi mới 12-13 tuổi. Tôi thấy vậy tôi hết hồn luôn. Lần đầu tiên thấy họ mặc cái đồ như vậy, tôi quay xe về xóm lại. Thì tôi nói với trong nhà, ôi ba ơi ba, Việt Cộng vào rồi biết không. Thì đó là cái ký ức của tôi. Thì cái ngày đó, thì cái ở cái xóm tôi mà nhìn qua hướng phía bên kia, tức là cái bên kia, tức là cái xóm tôi nhìn ra hướng đông ha. Hướng đông là bên kia là cái có một cái giáo xứ gọi là cái giáo xứ Nhượng Nghĩa bên quận 3 đó. Thì lúc đó thì trước đó một ngày, hình như cùng ngày hôm đó thì phải, tôi nhớ không lầm là cùng ngày 29 tháng 3 là cái chuyến tàu di tản đầu tiên ở trong cảng đi ra tới đó thì bị chìm, bị bắn chìm. Tức là một chiếc, sau này họ mới trục vớt, là một không biết ở trên đó dân có hay không, tại vì cái chiếc tàu đó là cái chiếc tàu hàng ha. Thì thấy cái khói đen lên nghi ngút vậy á, mà lúc đó thì không có một cái phương tiện cứu hộ nào cả. Tôi không biết là của ai bắn. Thì trước đó nghe, trước khi mà tôi gặp cái toán bộ đội, tức là để tôi nói cái danh xưng là kiểu đó, là toán Việt Cộng đầu tiên đó. Thì trước đó thì chưa có. Thì cái tàu đó đi ra thì tôi thấy là không biết là cái đơn vị nào, hay là có thể là bên lính Việt, mấy ông lính Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là người dân. Tại vì lúc đó súng đạn thì nó kiếm rất là dễ, chứ không phải là ok, là tôi không có dám nói là của bên cái lực lượng nào bắn khi chiếc tàu đó, họ vừa chiếc tàu từ từ ở trong cửa biển, trong cái cảng Đà Nẵng đi ra đó, đến ngay cái bờ đá. Hồi đó là cái sông Bạch Đằng là hai bên có hai cái bờ đá của người Pháp họ xây dựng, tức là họ xây để mà có thể là để cho họ giữ cái nguồn nước sâu để mà cát nó không có tràn ra làm cản cái sông Bạch Đằng để tàu bè dễ vào đó. Thì bị chìm đó, ở đó tôi không biết là thương vong bao nhiêu. Thì đó, rồi trước đó ha, trước đó thì tôi còn nhớ là những cái cuộc di tản, tại vì cái xóm tôi là cái xóm đường biển, tức là từ những cái người di tản, kể cả cũng những cái đơn vị của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, hoặc là những cái người dân ở Thừa Thiên, họ đi vào bằng những cái phương tiện ghe đánh cá nhỏ và họ tấp vào ngay cái xóm của tôi luôn. Rồi ngược lại cũng có những cái đoàn người họ di tản từ Huế đi vào, đi đường bằng đường bộ. Và lúc đó tôi cũng tò mò, tôi đi theo mấy cái anh của tôi á, mấy cái anh của tôi đi đón thân nhân á, đi tìm người thân á. Hồi đó tôi nhỏ tuổi nhưng mà tôi còn lớn xác mấy không, nên tôi toàn chơi với mấy anh chị mà lớn hơn tôi 5-7 tuổi không à. Thì tôi đi lên ở trên đó, lúc đó cái đèo Hải Vân thì hầu như là người ta di tản nhiều nên không có xe, cũng phải chạy chậm mà, chứ không thể là nào là chạy lẹ được. Thì trước đó ở trong xóm tôi cũng theo cái làn sóng đó, thì cũng có những cái người họ thuê những cái ghe nhỏ, họ qua bên cái bên Tiên Sa đó, bên cái cảng Tiên Sa thì có những cái tàu dân sự và quân sự ở bên đó, họ leo lên. Thì lúc đó thì tôi, ông cha chánh xứ của tôi là ông linh mục Du Xe Đinh Mạnh Phú, sau này là ông làm
ông về ở nhà thờ trên tòa, cái nhà thờ ở ngay đường Trần Phú mà những cái người không phải Công giáo thì họ gọi là cái nhà thờ đó gọi là cái nhà thờ con gà đó. Thì ông cha chánh sư của tôi thì ông cũng theo, ông cũng sợ. Lúc đó ai cũng sợ cả, không biết Việt Cộng vào như sẽ như thế nào, không biết là cách mạng sẽ như thế nào, thì cứ chạy biết không, cứ di tản bằng bất cứ những cái phương tiện gì. Thì ông cha chánh sứ, tức là ông cha sứ cái giáo sứ Ngọc Quang và bây giờ còn cái nhà thờ đó, thì ông ta cũng theo, cũng mướn cái ghe nhỏ xách cặp táp đi ra ở ngoài cái, đi qua bên biển, tức là bên biển Tiên Sa đó, thì để đi lên những cái tức là để đi leo lên những cái tàu lớn để di tản vào Sài Gòn. Thì lên đến đó thì ông cha xứ của tôi thì bị những cái người lính, lúc đó là hộ quan hộ quân quý vị, những cái người lính chĩa súng vào để mà lấy, tức là cướp. Tại vì khi mà ông linh mục đó qua bên đó thì trước khi leo vào chiếc tàu thì cái tàu nó cao, tàu hàng thì cái cao thì thuê những cái ghe nhỏ. Tức là cái ghe mà rất là nhỏ, họ dùng để đi đi làm rỡ ở ngoài biển đó. Thì đi ra đó thì muốn lên cái tàu đó phải leo lên, phải bu lên một cái những cái sợi dây thừng mà họ đang vuông vuông giống như là những cái lưới vậy đó. Thì chưa leo lên thì những cái người lính đã chĩa súng vào để mà cướp cái vali, cái cặp táp của ông cha xứ. Sau đó ông sợ quá mà đi lui lại. Tức là ông linh mục đó không có đi theo, tức là bị cướp, thấy sợ quá không có lui lại. Cái thời gian đó thì hộ quân kể cả những cái người lính Việt Nam Cộng Hòa thì họ, nếu mà họ cướp đồ của họ, nghi ai là những cái người mà có tiền có bạc, họ sẵn sàng họ bắn. Lúc đó là giết người là như không là nó dễ dàng lắm. Thậm chí có những cái ông đơn vị trưởng đi ra ngoài đó gặp những cái người lính của mình nhưng mà cà chớn thì ok, có tư thù gì đó, thì những cái ông đó, ông lính trước đây là thuộc cấp của mình cũng sẵn sàng chĩa súng vào chĩa súng vào để mà bắn ngay. Đó là cái vấn đề tôi muốn chia sẻ. Và trước đó, tại vì tôi ở Đà Nẵng là nơi cái địa đầu giới tuyến, tức là cái chiến tranh lúc nào cũng có, cả ở thành phố mà cũng phải có, vì trong gia đình cũng phải làm hầm hoặc là mua bao cát về để mà ví dụ có phao kích đó, vậy là ok phải chung vào trong hầm. Thì phải nói rằng là cái chiến tranh rất là tàn khốc. Ngày hôm nay tôi nhớ lại tại vì ngày mai mới đúng là ngày 29 tháng 3, thì tôi nhớ lại, tôi muốn nhắc nhở lại. Và cái ngày hôm nay tôi cũng tưởng nhớ, phải nói tôi tưởng nhớ cả hai phía, những cái người chết cả hai phía. Chiến tranh đã đi qua mấy chục năm rồi, còn vài năm nữa là đúng một nửa thế kỷ. Cái chuyện đúng sai thì ok thì cứ để lịch sử phê phán ha. Cái ngày hôm nay tôi nhắc lại, tôi để chỉ là tưởng nhớ thôi, tưởng nhớ thôi, chứ tôi không có nhắc lại để mà lên án bên này hoặc lên án bên kia. Những cái gì đúng sai thì ok, nó đã qua rồi. Bên này đúng, bên này sai, thế này thế nọ, nó đã qua rồi. Nhưng mà cái mà điều tôi nhấn mạnh là chiến tranh là chết chóc, chiến tranh là tàn bạo. Và tôi muốn chia sẻ để nhắc nhở cho chính tôi rằng là ok, đừng... tôi không có ủng hộ chiến tranh. Tôi không có muốn người Việt lại phải có những cái cuộc chiến tương tàn như thế nữa. Và tôi muốn nhắc lại để tưởng nhớ những cái thân xác của những cái người Việt, kể cả hai phía, của những cái người dân đã hai phía, cuộc chiến dai dẳng cả gần mười mấy hai chục năm. Ít nhiều bên này cũng có những cái người thân chết bởi phía bên kia, và ngược lại phía bên kia cũng có những cái người thân chết bởi những cái người phía bên này. Cứ như vậy, rồi những cái người không có gỡ bỏ được ngày hôm nay vẫn còn có những cái căm thù ha. Căm thù rồi ok, tại vì sao bây giờ cứ căm thù vậy, thì chúng ta cứ thù oán. Tại vì sao chúng ta không có cởi mở đi, không ai muốn cả, nó qua rồi, đừng có lặp lại. Bởi vậy phải nói rằng là trước đây khi tôi qua bên đây, ít nhiều tôi không có thiện cảm với cái chế độ gọi là cái chế độ cộng sản Việt Nam á. Nhưng mà trong tôi thì có, tôi cũng phải ngày hôm nay tôi lấy lòng, nhưng mà phải nói rằng là tôi có đấu tranh chứ, tôi phủ nhận, và những cái đấu tranh của tôi đến ngày hôm nay tôi không nuối tiếc. Tôi không có nuối tiếc, tại vì tôi đấu trong để kỳ vọng Việt Nam có một cái gì đó tốt hơn.
cho cái đấu tranh của tôi không có chủ trương phải không có thù ác, có nghĩa rằng là phải bắn giết phía bên kia. Đó, bởi vậy những cái gì tôi đã sinh hoạt trong quá khứ, tôi không có ngại, tôi nhắc lại và tôi không có nuối tiếc những cái gì tôi đã làm, tại vì trong thâm tâm tôi đấu tranh, tôi không có thù ác, tôi không có phải vì cái hận thù, tại vì tôi chỉ thấy cái bối cảnh cái thời bấy giờ, sau khi tôi đến cái vùng đất gọi là cái vùng đất tự do, tôi nhìn lại đất nước Việt Nam phải nói rằng là nó vì cái hậu quả chiến tranh thế này thế nọ mà nó phải nói rằng là một cái đất nước, nhìn lại một cái đất nước điêu tàn ha. Thì nên tôi nhìn vậy, tôi đấu tranh để mong lại rằng là đất nước Việt Nam, xã hội Việt Nam có một cái đời sống, có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và ngày hôm nay phải nói rằng là suốt qua 32 năm tôi còn được tham gia, tôi không nói ra thôi, tôi cũng đã tham gia và tôi càng ngày càng thấy rằng là những cái người chủ trương đấu tranh á, thì họ lại có những cái chủ trương mà nó không có phù hợp với cá nhân tôi. Đó là thù ác, đó là kêu gọi chiến tranh, đó là lật đổ. Mà lật đổ thì thế nào? Lật đổ, rất là may bên này họ không có được những cái phương tiện để lật đổ, chứ nếu mà họ có những cái phương tiện thì cứ dai dẳng. Tại vì phía bên kia, tức là cái bên nhà nước Việt Nam á, thì họ không có thể ngồi yên để cho bên này lật đổ, thấy không? Thì họ phải ấy lại thì đâu sẽ xảy ra những cái chuyện gì, chiến tranh phải không, chết chóc, rồi cứ thù này cứ cứ dai dẳng, cứ tiếp nối những cái thâm thù với nhau. Thì từ đó thôi tôi thấy vậy thì tôi không có còn hứng thú và tôi không còn ý định gì nữa. Thôi thì ok, nó cũng không phù hợp với mình. Thì phải nói rằng đối với tôi thì như quý vị thấy là từ ngày mùng 2 Tết đến bây giờ thì có rất là người chửi tôi, có rất người là người sỉ nhục tôi. Cái vấn đề đó tôi không có sợ, tôi chỉ sợ tôi làm những cái gì mà tôi cảm thấy hổ thẹn với lương tâm tôi mà thôi. Tôi cũng sợ những cái tiếng đó và tôi cũng biết trước khi tôi không nói thì thôi tôi chia sẻ. Trước đây tôi cũng đã chia sẻ, cũng có những cái người thậm chí là bạn tôi họ không có đồng ý với tôi một cách nào đó, biết không, có thể là họ cho rằng tôi là lúc đó tôi vẫn còn sinh hoạt, có thể là họ cho tôi là một cái người chủ hòa hoặc là chủ bại với cộng sản Việt Nam nha. Thì họ cũng không có đồng ý với tôi. Hoặc là có những cái người mà tôi cũng có thể thời gian đó tôi sợ họ chửi nên tôi không có thể hiện nhiều, như là những cái người mà họ đưa lên những cái hình ảnh của những cái người công an hoặc là những cái người cán bộ trong Việt Nam chết bởi những cái lý do này lý do nọ, thì họ đưa lên họ có vẻ rất là hớn hở và vui mừng. Họ với nhau họ tức là họ tức là cười lên những xác người đó. Thì thú thật á, tôi không có tôi thấy ác quá, bất nhân quá, tôi không có thích và tôi thể hiện tôi nói tôi không thù ác, tại vì sau đấu tranh mà thù ác như vậy ha. Tự nhiên có một cái tên du đảng nào đó nó giết một cái ông công an đi làm bổn phận thôi, thì ok bên phía này tôn sùng cái người giết đó là anh hùng dân tộc ngay, và ngược lại thì họ lại hớn hở vui mừng khi có những cái người công an chết như như thế. Tôi không hớn hở được, tôi cảm thấy bất bình ở trong lòng á. Và có những lúc tôi thể hiện ra một cách rất là nhẹ nhàng, thì những cái người mà một thời là phải nói rằng là cùng chiến tuyến với tôi họ cũng không thích thú tôi lắm. Nhưng mà ngày hôm nay thì khi sau khi tôi tuyên bố là tôi không có làm chính trị nữa, tôi không có vàng, tôi không có đỏ, thì tôi có can đảm và mạnh dạn hơn để nói lên những cái điều đó. Và thú thật là tôi không có bao giờ mà ủng hộ những cái thành phần như thế bất cứ bên nào, mà cho họ dù tốt đến đâu nhưng mà ok mà họ chủ trương chiến tranh giết người bằng cách này cách nọ thì tôi chống đối hoàn toàn. Có thể may mắn là tôi không có lớn trong cái thời gian tôi thanh niên, nếu mà tôi thanh niên có thể rằng là tới thời mà chiến tranh Nam Bắc á, có thể tôi cũng cũng tham gia vào những cái đoàn sinh viên thanh niên, tức là phản chiến cũng có, tôi không biết. Có thể lúc đó tôi sẽ bị lôi cuốn vào cái tầng lớp phản chiến. Mà ngày hôm nay chính phủ bên này họ cũng có lên án những cái người đó, tôi không biết, tùy theo từng giai đoạn, biết không. Bởi vậy thôi nhìn vào bên ngày hôm nay tôi nhìn vào những cái thành phần mà bên phía Việt Nam Cộng Hòa họ họ lên án là cái thành phần
phản chiến đó, thì tôi lại có những cái thông cảm của họ. Tại vì họ sống ở trong cái xã hội đó, họ không có thấy ông Việt Cộng nào cả. Tại vì những cái ông Việt Cộng thì họ họ đã là chiến tranh, chủ trương là chiến tranh du kích mà, thấy không? Trước mắt họ cái bộ máy chiến tranh chỉ thấy là người Mỹ và người Việt Nam Cộng Hòa với những cái trang bị khí giới như thế, thì họ lại bày tỏ thái độ với những người đó, chứ họ đâu có thấy Việt Cộng đâu mà họ bày tỏ vậy đó. Thì cuối cùng mới là những người đó, phía bên Việt Nam Cộng Hòa lại cho hẳn họ rằng là đó là những cái người tội đồ của dân tộc, vân vân. Thì bởi nhiều lúc tôi nhìn lại tôi nói ok, chưa chắc ạ, bây giờ mình có lên án những cái người đó, thì biết đâu trong cái thời gian đó mình cũng sẽ như họ, mình cũng sẽ là những cái người rất là trẻ, mới 12, 13, 15, 17, 18 tuổi, cũng là những cái học sinh sinh viên ở trong cái xã hội đó, rồi mình không có thích chiến tranh, cũng có thể mình cũng có thể tham gia vào những cái tổ chức sinh viên học sinh mà phản chiến đó, thấy không? Anyway, thì tất cả những cái gì tốt xấu hay là đúng sai của bên này và của bên kia thì nó đã là quá khứ rồi. Tôi không có muốn khơi lại. Tôi muốn ok, ngày hôm nay là một cái ngày kỷ niệm mà trong cái đầu óc bé thơ của tôi, trẻ của tôi lúc đó 12, 13 tuổi gì đó, tôi nhớ lại thì tôi tưởng niệm thôi, tưởng niệm cả hai phía. Và tôi cũng muốn nhắc nhở rằng là thôi, nếu mà tôi không muốn chiến tranh, kể cả chiến tranh trên mạng này, tôi thấy chúng ta cũng có những cái chiến tranh trên này, bên này chửi bên kia không có đầu ổng, không đồng ý một chút là chửi, và trên này không thấy mặt nhau đâu, không có phải nhiều lúc mình đối diện với nhau ngoài đời, nhiều lúc mình nói chuyện đối mặt với nhau, có thể là mình có những cái bất đồng, nhưng mà ít lắm mình đối mặt thì mình cũng còn cái nể nang hơn. Nhưng mà trên Facebook này thì vì không có mặt thấy mặt nhau, chỉ thấy qua một cái nick ảo, thì chúng ta dễ phan lắm. Chúng ta dễ, nếu mà chúng ta không có cầm lòng được đó, thì chúng ta rất là dễ dàng dung tục với nhau. Tôi cũng tin rằng là ok, chúng ta nếu mà ở bên ngoài chúng ta lại dễ dàng dung tục với nhau như vậy, có thể là vì cái màn ảo nên chúng ta dễ dàng nói, rất là dễ dàng mà nó sổ ra những cái tiếng rất là tục tiểu với bất cứ một người nào, thậm chí một cái người lớn tuổi hơn chúng ta rất là nhiều. Bởi vậy tôi thấy rằng là cái mạng ảo này, cái mạng Facebook này, nếu mà chúng ta dùng nó trong một cái việc tốt thì nó sẽ thành tốt, mà ngược lại thì nó là con dao hai lưỡi. Nếu mà chúng ta lợi dụng nó, dùng nó trong mục đích xấu thì nó rất là xấu, nó sẽ rất là xấu. Thì bởi vậy những người trong chúng ta, tôi không phải là thầy dạy, tôi cũng có đầy đủ hỷ nộ ái ố như là quý anh chị em vậy đó, là con người mà. Nhưng mà có thể là chúng ta nhắc nhở lẫn nhau, ok, mình cố gắng mình dùng cái phương tiện này trong mục đích tốt, mình cố gắng mình tránh để dùng cái phương tiện này trong cái mục đích xấu. Trước đây phải nói rằng là trước đây tôi có thời gian tôi sinh hoạt ở trên mạng Portalk, thì ở bên Mỹ này có những cái ngày lễ tưởng niệm, đó là ngày lễ cựu chiến binh Veteran Day á, của người Mỹ. Thì hồi đó anh em, lúc đó tôi vẫn còn đấu tranh, quý vị, những cái người anh em họ rước tượng niệm, họ tượng niệm tức là những cái người mà đã từng tham chiến, những cái người lính Mỹ đã từng tham chiến ở Việt Nam, đã hy sinh một phần thân thể ở Việt Nam, hoặc là tiễn niệm đến những cái người cung cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã từng hy sinh, vân vân. Tôi cũng tiễn niệm, thú thật tôi vẫn tiễn niệm, đối với tôi những cái người chết kể cả hai phía đều tiễn niệm. Và những cái lúc đó phải nói rằng là cách đây mười mấy năm rồi, và tôi cũng không có ngại. Lúc tôi tưởng niệm thì tôi lại nói tôi ngày hôm nay tôi vẫn tưởng niệm đến những cái người trẻ ở miền Bắc, họ đã đi vào Nam với cái lứa tuổi rất là trẻ, 15, 17, 20, họ đã chết. Và thậm chí những cái người đó ngày hôm nay họ cũng không có, thân nhân của họ cũng không có biết là họ đang nằm ở chỗ nào, ở xó xỉnh nào. Thì tôi cũng tưởng niệm, với tôi thì ok, tôi khi mà tưởng niệm thì tôi tưởng niệm tất cả những cái thân phận làm người Việt Nam. Tôi đã từng nói vậy, có thể là có những người không tin thì nói rằng tôi nói phét, nhưng mà có bây giờ tôi tin rằng là có những cái người trước đây đã từng sinh hoạt trên mạng Portalk đó, họ cũng có sinh hoạt trên này, họ nếu tôi nhắc lại thì họ vẫn còn nhớ. Giống như là cách đây khoảng 3 năm Tết thì tôi đi làm, tôi ở nhà. Lần đầu tiên tôi tham gia vào với những cái người bạn của tôi để tổ chức một cái hội chợ Tết. Thì thường thường ở bên này khi tổ chức một cái hội chợ Tết hoặc ngày lễ gì thì những cái bên này thì
họ là những người chống cộng, họ là những người ra đi từ bên phía Việt Nam Cộng Hòa mà, thì họ lại một làm một cái tượng đài, tức là đóng gỗ lên có cờ vàng ba sọc đỏ, rồi có là cờ Việt Nam Cộng Hòa, cờ vàng ba sọc đỏ, rồi có cái chữ Tổ quốc ghi ơn. Rồi trước đó họ để hai đôi giày, tức là hai đôi giày bốt, giày lính á, rồi có cái nón sắt đội lên trên ha. Có một cái súng, mà cái súng này thì chắc là cái súng giả, họ cũng họ có cắm lên vậy tưởng nhớ, tức là có những cái lưu hương. Thì lúc đó tôi bàn với các bạn tôi rằng là ok, thì bây giờ tôi lại muốn, tại vì tôi lần đầu tiên tôi tham gia, mà tôi bàn với bạn tôi thì nó, tại vì đối với tôi những cái người chiến sĩ vệ quốc, tôi có dùng cái chữ vệ quốc, đó là những cái người bộ đội đã hy sinh, đã chết ở chiến trường phía Bắc, những cái tỉnh phía Bắc ở biên giới năm 1979, thì và những cái người bộ đội đã hy sinh ở đảo Gạc Ma vân vân. Thì tôi nói rằng tôi bàn với bạn tôi, tại vì tôi là cái người giúp thôi, cho tôi bàn với bạn tôi là những cái người mà họ có vai vế trong đó đó, thì cùng đồng lứa tuổi với nhau. Thì tôi hỏi ý kiến bây giờ tôi muốn làm như vậy được hay không, thì các bạn của tôi thì họ cũng đồng ý, họ cũng đi ok anh cứ làm đi. Thì tôi có nói rằng ok tôi làm, tôi sẽ đi làm, tôi mua những cái tấm giấy, tôi vào một cái tiệm họ chuyên bán những cái tấm giấy để cho người ta in ra để mà cắm làm quảng cáo, như là bán nhà hoặc là cho mướn nhà hoặc là vậy đó. Thì bắt đầu tôi đi mua bút và giấy đó, tôi về tôi ghi, tôi kèm, tôi cắm lên ok hai bên cái đài tượng nhớ đó, cái tượng nhớ có cờ vàng ba sọc đỏ nghe, tôi cắm vào, tôi cũng nói là tượng nhớ những cái người chiến sĩ vệ quốc đã hy sinh ở các tỉnh phía Bắc năm 1979 và những cái người đã hy sinh ở đảo Gạc Ma vân vân. Và lúc đó tôi nói, tôi cười, thì tôi có nói với bạn tôi là trước khi tôi cắm, tôi mua về tôi cắm á, thì tôi có nói rằng là nếu mà có ai chụp mũ thì cứ chỉ cho tôi, mọi người không chịu trách nhiệm cứ chỉ cho tôi, biết không? Thì anh em đồng ý thì tôi làm. Và tôi cũng nói rằng là ok, tôi nghĩ là đây cũng là lần đầu tiên và lần cuối cùng quá, nếu mà lần sau mà tôi không có tham gia thì chắc quý vị không có làm như vậy đâu. Và quả thực như vậy quý vị, tôi để ý là ngoại trừ cái năm đó tôi có chụp hình, hình ảnh tôi vẫn còn chụp đó, tôi còn giữ trong ngay cái phone tôi nè, thấy không? Và quả thực như vậy, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Không có biết nay mai những cái ngày lễ khác họ có can đảm để viết, để tưởng nhớ những cái người chiến sĩ vệ quốc đã bảo vệ những cái tỉnh thành biên giới vào năm 1979 và Gạc Ma hay không. Nhưng mà tôi chưa thấy, chỉ đó là cái lần duy nhất mà tôi làm ở ngày một cách đây, trong cái hội chợ Tết cách đây khoảng 3-4 năm về trước. Cái điều này tôi nói không phải là tôi muốn khoe, tôi muốn nói rằng là tất cả những cái biến chuyển trong lịch sử nó đã qua hết rồi, gần một nửa thế kỷ rồi, gần 50 năm rồi. Chúng ta, trong mỗi người chúng ta, tại vì sao chúng ta không có xóa bỏ nó đi, tại vì sao chúng ta phải giữ lại những mấy căm thù như vậy để mà cố gắng trả thù bằng cách này hoặc cách nọ. Tại vì sao chúng ta không cho rằng ok, cái nhà nước dưới cái sự lãnh đạo của Cộng sản Việt Nam họ vẫn còn tồn động, như là quý vị lên án còn độc tài, còn thế này thế nọ, thì tại vì sao quý vị không có thể hiện cái cương vị là công dân của mình ở trong Việt Nam để quý vị đấu tranh, để đòi hỏi họ trong cái tinh thần mà, trong cái tinh thần là xây dựng. Nếu quý vị cho rằng những cái gì ở trong xã hội Việt Nam nó chưa phù hợp và chưa đúng theo cái nguyện vọng của quý vị, thì quý vị có thể đấu tranh như vậy đó. Đó, theo cái chiều hướng hòa bình. Và ngược lại, ok, song song đó quý vị cũng nên biết rằng là cái xã hội, đối với tôi cái xã hội kinh tế Việt Nam là tôi mừng là sao, tại vì nó đã hồi sinh, nó đã hồi sinh. Tôi thấy nó đã chết và nó đã hồi sinh thì tôi mừng thôi. Có thể quý vị không có đồng ý với tôi, và có thể quý vị chửi tôi, chập mũ tôi thế này thế nọ, đó là quyền của quý vị. Nhưng mà khi chập mũ người nào đó thì quý vị làm một cái, quý vị bắt một, thấy là quý vị mà bắt một cái tội phạm ra tòa thì ông quan tòa cũng cho cái người đó có được quyền tranh luận và có một cái quyền biện hộ cho chính họ, đúng không? Và tôi không có ngại gì, ok, khi quý vị tranh luận với tôi, tranh luận với tôi về cái điều đó. Và tôi dám nói rằng tôi đủ lý lẽ để tranh luận với quý vị.
về cái, những cái vấn đề tôi đưa ra về cái vấn đề kinh tế ở Việt Nam. Nếu quý vị tranh luận trong cái tinh thần tôn trọng, còn đương nhiên chửi thì tôi không có chấp nhận, tôi không chấp nhận chửi. Chửi đó là chỉ để dùng cho những cái loại vô học với nhau để chửi thôi. Bởi vậy tôi không có ngại ngùng gì mà tôi nói rằng là những cái, đối với tôi những cái người chửi là những cái người chúng cộng côn đồ hoặc là chúng cộng bưng thiểu. Đâu có sợ, tôi là một cái thằng rất là lì, biết không? Tôi chủ trương hòa bình không có nghĩa rằng là tôi chấp nhận những cái tiếng nói chửi bới của quý vị. Tôi hòa bình với những cái người hòa bình. Tôi hòa bình với những cái người mà biết tôn trọng, biết đặt giá trị con người với cái tư cách người khác, ok, như là chính bản thân mình. Mặc dù là ok có những cái điểm đối lập lẫn nhau. Lúc này có cậu bé ở đâu ở ngoài Bắc gọi phone cho tôi 2-3 lần. Thì tôi thấy nhìn cái tôi vẫn còn copy đó. Thì cậu này rất là trẻ, có thể đáng bật bằng con bằng cháu tôi. Mày tôi tớ chửi ghê gớm lắm, tôi lắng tai tôi nghe ha, hăm dọa ghê gớm. Mày cho tao địa chỉ đi, tao sẽ xử mày ngay tức thì, tao sẽ cho người xử mày, phải không? Tôi thì tôi cười, tôi nói ok bạn có thể bạn, tôi nói rồi là tôi nói con trai à, con trai có thể hỏi ông Ngô Kỷ ha, con trai có thể hỏi ông Ngô Kỷ thì biết là địa chỉ thôi. Và tôi còn thì làm tôi rất là buồn cười, tôi không có ngờ ở Việt Nam lại có. Mà bạn này á, thì lúc nào cũng nói là Việt Nam Cộng Hòa, Việt Nam Cộng Hòa, đề cao Việt Nam Cộng Hòa ghê lắm. Mà theo tôi biết á, thì cái bạn cái chú bé này á, thì chắc sinh vào thập niên 90 là nhiều, mà sinh ra một cái tỉnh nào đó, có thể là Hải Phòng hay là đâu đó ở ngoài Bắc, thì đã từng có bao giờ sống ở trong cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa đó, chả biết gì về Việt Nam Cộng Hòa cả. Nhưng mà khi mạt sát hoặc là chửi bới người khác thì dựa vào cái lý do là Việt Nam Cộng Hòa để thậm chí chửi một cái người đáng tuổi bằng bố mình như thế, thấy không? Tôi rất là tức giận nhưng mà thương cho tức giận nhưng mà thương cho cậu bé đó. Rồi cậu bé đó lại còn tôi vào trong đó thách thức tôi, rồi bắt đầu cởi một cái áo phía bên hông như vậy á, thì cho tôi thấy là có xăm người, biết không? Có xăm người thế này thế nọ. Tôi cũng cười. Tức là họ thể hiện cái tính du côn và du đảng qua nhiều hình thức, trong mục đích chính trị. Thì liệu ok, liệu những cái người tôi gọi là những cái người tự tế, chống cộng tự tế, quý vị có chấp nhận những cái thành phần đó hay không? Có thể tôi còn sự thật tôi không chấp nhận được. Nếu mà cách đây khoảng 5-10 năm tôi đang là cái người có tham gia đấu tranh, tôi còn không thể nào tôi chấp nhận được cái thành phần du côn như thế. Tôi nói thật với quý vị rồi. Nói đến đây tôi lại phải nói rằng là tôi cũng không có ngại nói rằng là cái lời mà tôi tâm đắc của một vị nguyên thủ của người cộng sản đó là ông Võ Văn Kiệt. Cái câu đó tôi cũng nhắc nhở biết, ông nói một câu mà phải nói rằng là hình như là trong một cái dịp lễ ngày 30 tháng 4 năm nào đó, thì ông nói rằng là cái ngày 30 tháng 4 là cái ngày mà có triệu người vui mà có triệu người buồn. Quý vị cả hai bên nghĩ như thế nào về cái câu đó? Cái câu đó nó có chính xác phải không quý vị? Nó có chính xác luôn. Thì bởi vậy không có một cái lý do gì nữa để chúng ta lại tạo thêm một cái cuộc chiến tranh tương tàn. Một cái cuộc chiến mà phải nói rằng là người Việt giết người Việt. Thú thật trước đây có những cái tôi theo, có những cái cuộc xuống đường, nhất là ở Ninh Thuận hay đâu đó, mà cái người dân leo hàng rào và bắt những cái người công an ha, giam ở trong một cái trụ sở, ngay chính cái trụ sở của công an hay là gì đó của chính quyền đó.
rồi bắt luộc áo quần sau đó. Thì phía bên này hớn hở lắm, hớn hở lắm, có thể rằng là ok, bên cộng sản nó hèn thế này thế nọ. Thú thật tôi nhìn đó và tôi thấy rằng là tôi thương những cái người đó một phần nào đó. Tôi nói thật, những cái người công an rất là trẻ, cũng tương đối hoặc là thậm chí nhỏ hơn những người biểu tình. Những cái người công an đó có lẽ trong một cái khía cạnh nào đó, khi mà tôi thấy những cái cảnh họ đánh đập người dân ấy, thì tôi sẽ rất là căm tức. Nhưng mà trong cái lúc đó, cái bối cảnh đó thì tôi lại cảm thấy tôi thương. Tại vì những cái người công an đó với lứa tuổi đó thì chắc bằng cũng bằng cháu tôi à. Nếu tôi tưởng rồi tôi tưởng tượng nếu mà cái chuyện đó xảy ra ở Mỹ như thế nào. Xảy ra ở Mỹ thì chắc chắn rằng là họ không có tiếc gì những cái viên đạn họ bắn vào người biểu tình. Tại vì cái luật Mỹ cho phép bắn vào những cái người tấn công những cái lực lượng công an. Bởi vậy tôi khi mà tôi tưởng tượng tôi thấy những cái hình ảnh đó, có rất là nhiều người bên tôi họ mừng, họ thấy họ hớn hở là ok, người dân được đàn áp được một cái bộ phận công an như thế, phải không? Tức là những người đấu tranh á, thì tôi lại cảm thấy làm lo ngại. Tôi thấy là lo ngại. Nếu mà ok ở Việt Nam họ có bộ luật như vậy, họ không có kiềm chế được, tôi nghĩ rằng là họ có cái bộ luật như vậy chứ không phải là không có. Nếu mà cái lực lượng công an thời bấy giờ họ không có kiềm chế được thì họ sẽ dùng vũ khí, thì như thế nào sẽ có những cái người chết, phải không quý vị? Đó, đồng thời sẽ có những cái người chết. Chứ đâu phải một cái lần biểu tình như vậy là lật đổ ngay được cái đảng cộng sản đâu. Mà muốn lật đổ được ngay được cái cộng sản á, thì ok, cái hình thức như vậy tôi nhân lên gấp gấp chục ngàn lần, gần triệu lần như vậy thì thế nào hai bên sẽ đổ máu, sẽ bên sẽ thế này thế nọ. Thì ở đâu cũng vậy cả, khi mà có một cái số người bạo động mà biểu tình á, thì cái chính quyền ở cái quốc gia đó họ không lẽ họ ngồi họ ngồi im phải không? Thì xảy ra chiến tranh chết chóc, nó chả mang lại được cái gì cả. Có thể cái livestream ngày hôm nay có những cái người họ cũng lấy họ bắt đầu họ nói tôi bắt đầu bưng bô cho cộng sản chủ bại, hoặc lên án. Tôi không lên án bên nào cả, tôi không có muốn chiến tranh, và tôi sẵn sàng tôi ủng hộ quý vị nếu mà quý vị đấu tranh, để mà đấu tranh bằng cách này cách nọ, tức là thể hiện cái quyền công dân của mình. Tôi nói là những cái người ở trong Việt Nam nghe, những cái người Việt Nam thôi. Đó có quý vị có thể đấu tranh, để mà nếu mà ok mà cái quốc gia quý vị, cái chính phủ của quý vị có những cái ông tham nhũng, hoặc là có những cái luật lệ gì đó, hoặc là quý vị hoặc là họ ở địa phương quý vị có những cái nhà máy gì đó mà họ, cái cán bộ địa phương đó thông đồng hoặc là họ lầm lơ cho những cái nhà máy đó bằng cách bằng lý do này lý do nọ để cho nhà máy đó xả ra những cái khí thải hoặc là những cái nước thải ra nó không có tốt cho có môi trường quý vị sinh sống, thì quý vị có thể ok kiến nghị, quý vị có thể ok họp nhau lại những cái người dân ở đó đến trước đó biểu tình. Tôi ủng hộ, hoàn toàn ủng hộ. Nếu mà quý vị biểu tình theo một cái tức là để mà tạo cho cái địa phương quý vị, cho một cái xã hội quý vị đang sống nó tốt hơn, thì tôi vẫn ủng hộ quý vị. Tôi chỉ lên án với những cái người nào mà những cái thành phần nào mà ok đấu tranh, tức là thủ ác để đấu tranh, tức là lật đổ, đấu tranh lật đổ, tại vì khi lật đổ đó là ok là phải phải có chết chóc, phải có tang thương, chắc chắn đều nói như vậy. Ok quý anh chị ha, nhất là quý anh chị ở thành phố Đà Nẵng, ngày mai là ngày 29 tháng 3, ngày lễ kỷ niệm, ngày lễ kỷ niệm, tức là tôi nghĩ là thành phố Đà Nẵng họ cũng có làm những cái lễ kỷ niệm đó. Thì tôi nói luôn, tôi nói hai chiều luôn, đối với những cái người chống cộng thì cho rằng là đó là cái ngày mà cộng sản cưỡng chiếm thành phố Đà Nẵng, và ngược lại phía bên bên bên, bên nhà nước Việt Nam hiện tại ấy, thì cho rằng là đó là cái ngày giải phóng. Nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc lại là cái ngày đó là cái ngày kỷ niệm, cái ngày kỷ niệm mà chính cái ngày đó cũng mà làm tôi phải ra đi, tôi phải ra đi, và chính cái ngày đó đã làm cho tôi phải có một cái thời gian tham gia
vào những cái tổ chức đấu tranh. Khi thấy quê hương mình nó mất hết trơn, tức là nó điêu tàn quá. Nhưng mà ngày hôm nay tôi thấy rằng là đất nước của chúng ta đã hồi sinh, và tôi mừng những cái điều đó. Thì đối với cá nhân tôi thì không có lý do gì để mà tôi phải tham gia vào những cái tổ chức đấu tranh đó nữa. Nhất là thứ nhất rằng là cái kinh tế thì nó đối với tôi nó đã hồi sinh. Thứ hai nữa là 32 năm qua tôi đã va chạm bằng thực tế, đó là họ chủ trương đấu tranh thủ ác, nên tôi đã không có thể nào tôi tham gia vào, và cái điều đó tôi lên án bất cứ một cái người nào thủ ác hoặc là tổ chức một cái cuộc đấu tranh mà tức là cuộc tranh đấu mà bằng vũ trang, tức là bằng bạo động, thì tôi đều lên án. Rồi lời cuối cùng thì tôi ngày hôm nay tôi tưởng nhớ đến tất cả những cái người đã hy sinh, trong đó có những cái người dân địa phương tôi, là một cái địa phương địa đầu giới tuyến đó, tức là rất là gần vị tuyến 17, nó xa hơn Huế và Quảng Trị thôi. Thì tôi từ nhỏ đến lớn tôi cũng đã từng chứng kiến những cái cảnh chiến tranh chết chóc, kể cả hai phía. Và cái nhân bản của con người thì bên kia cũng có những cái người con người em của họ cũng đã hy sinh vì cái lực lượng phía Nam, và ngược lại những cái lực lượng phía Nam cũng có những cái người cha người chú người anh người em của họ cũng đã hy sinh bởi những cái lực lượng bên kia. Mong rằng khi tưởng nhớ những cái ngày hôm nay, những cái thân phận người Việt Nam đã chết trong cái bối cảnh chiến tranh đó, thì hy vọng mong rằng là nó sẽ không có lặp lại. Ok, xin cảm ơn mọi người ha. Bên này bây giờ đã 1 giờ 5 phút rồi, bên Việt Nam đã 3 giờ chiều. Xin cảm ơn quý vị.